Mở vô phá áo nè. Chú ấy được. Đã xây. Hãy chui lưng ba khó ai nên cho nó kìa vô mà. Ừ. Mình ba luôn. Ừ. Đã lừa riêng. Nè, nè, mua chưa nè. Miền là na trong tê hả? Dưa tê na? Mở vô khó áo đi. Hai cái riêng mau rơi rồi. Sài với chanh mới chạy với chanh mở. Nè, thầy sẽ hạt. Nè. Đó, mai câu này mình tay ở kho ai đấy nè. Bốc liền mà. Mở vô kho ai đấy. Mưa lớn rồi. Cái này ở trong chùa hang ở trên núi ở không biết nó thuộc về ấp từ đây hay là ấp sóc tiếp. Cái làng này làng tiếng Khmer kêu bằng là làng Trang Lâm. Áp miên khá áo tui tui cho không ấy nhỉ. Áp miên áo vậy nè, ôi dùng mà dùng mà. Ngoài trời mưa lớn trời đang mưa luôn rồi. Cái anh gió ba quý để cho nó đó liền thông quá hả. Không mưa lớn luôn nè. Vô tới làng nó mưa lớn luôn. Rồi rồi rồi. Ba. À sao với nhà chắp kia. Bữa ăn phải với vô tận đất tại thiên phong đó. Ờ. Mấy lát nữa mấy bao khlan anh mẹ. Tại khơi. Tại khơi ta đi. Tại khơi ta nha, ta đó ta. Tại khơi nha. Thôi bố thật thật đại nha. Nó nó nó. Thôi bố thật thật đại chứ nha. Ủa, ok, thật nó không?
đừng có thay thua cả ông em ơi. Đấy, từ đây ơi, ở người thứ nhỉ. Thay xe ta mà muốn, thấy. Ở người thay là phải cô. Chà, ông có tập trình cháu không? Bao nên tục nhiều bình, tiền bao tục vô thả ai bình, nè, ở bao bình, ở đặt thả ai bình. Anh ấy vượt qua cành đó, hả? Anh ấy khai là nghĩa ấy vẹ bán này nè. Nè, à sao với nhớ bữa ăn phra đi. À sao với ăn phra vô từ đất cháu là nhớ. Ông bái đi. Tục nâng mở à na kia vô, cơ vô, nam vô, dưỡng đất cháu lên. Nó sợ tôi lấy lợi gần nó là nó khóc.
cái này là chở quần áo của Tuyến Mai vô trong trong cái xóm này nè. Cái xóm này là xóm nghèo Trang Lâm. Đó, nó là khu tái định cư của cô Tô á.